nhân vật chính vương bình xuyên qua đến hồng hoang thế giới trở thành trong thiên địa đệ nhất chích tóc húi cua ca đạt được thể chất bất tử bất diệt từ đó thế giới hồng hoang loạn không thể vãn hồi hồng quân tôi cắn muốn kỳ lân gặm chân lông cưỡi phượng hoàng làm đầu húi cua không phải trên giá đỡ thì cũng là trên đường giá đỡ sinh tử xem nhẹ không phục thì làm mọi người đừng chạy ta chính là muốn cùng các ngươi tâm sự lý tưởng. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước Một Hồng Quân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Bình đứng ở bên cạnh hồ nước, đối với chính mình trong nước, có chút phát mộng. Sống mũi dẹp, hai mắt đen kịt, hạ thân là một đám lông trắng kéo dài đến đuôi. Trong nước phản chiếu, rõ ràng là một con lửng mật người giang hồ đều gọi là anh bình đầu sinh tử không để ý tới không phục chính là làm đây là chuẩn tắc sinh hoạt của anh bình đầu vương bình nghĩ thế nào cũng không rõ mình làm sao lại thành anh tóc húi cua lúc hắn tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi rách nát trước không thôn sau không điếm vẻ mặt mơ hồ đang cau mày tự hỏi vương bình đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống một chân đem đầu của hắn đá vào trong đất Vương Bình còn chưa kịp phát hỏa, trong đầu của hắn, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Chúc mừng chủ ký sinh xuyên qua hồng hoang, có cựu tất báo hệ thống trói định thành công, tìm thấy ai đó chà đạp lên đầu bạn, hãy lựa chọn. một Nhận sợ, dàn xếp ổn thỏa, thưởng cho 10 năm tu vi. 2. Lựa chọn báo thù, mặc kệ đối phương là ai, dết trước rồi nói sau, khen thưởng thể chất bất tử bất diệt. Hồng hoang. Cái này có thù tất báo hệ thống bất tử bất diệt vương bình sửng sốt một chút đều là những thứ đồ chơi gì có chút mơ hồ a à? nhưng rất nhanh vương bình kịp phản ứng mở to hai mắt hắn cư nhiên xuyên qua hơn nữa còn là cùng hệ thống trói định đây không phải là chuyện rõ ràng sao khẳng định chọn cái thứ hai a à? tên ma cà rồng kia lại dám dẫm lên đầu mình khinh người quá đáng thật có lỗi thật có lỗi ta dĩ nhiên không có phát hiện ngươi đang lúc Vương Bình lòng tràn đầy vui sướng, bên tai lại truyền đến một đạo thanh âm già nua. Cùng lúc đó, Vương Bình chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, chân người nọ cũng cử động một chút. Vương Bình nhẹ nhàng đẩy, liền rút đầu từ trong bùn đất ra. Hắn thấy một người. ngẩng đầu lên, Vương Bình thấy được một gương mặt già nua mà hòa ái. Nhưng Vương Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn chầm chầm chân lão đầu, hung hăng cắn một cái. Mẹ nó, Coi như là thiên vương lão tử, cũng muốn cắn hắn một cái lại nói. Chúc mừng chủ ký sinh, chủ ký sinh đạt được bất tử bất diệt, kiểm tra răng chủ bị cấn hỏng rồi. Một, giải quyết hòa bình, người này thoạt nhìn lai lịch không nhỏ, đánh không lại, theo tâm. Khen thưởng tu vi 10 năm. Hai, không sợ hãi, đánh rồi nói sau, chạy chính là kẻ nhu nhược, thưởng vạn dặm truy tung. Một ngùng cắn ở trên đùi, vương bình răng đều sắp rơi xuống. Vương Bình nghe được những lời này, không có bất kỳ do dự, lựa chọn cái sau. Có vết xe đổ, Vương Bình không có lập tức đi cắn, mà là ngẩng đầu lên, cầm tức nhìn lão đầu. Tiểu tử này, thật đúng là có thù tất báo a! À. Lão đầu nhìn thấy hung quang trong mắt Vương Bình, không khỏi lắc đầu. Vương Bình biểu môi, ngao ngao ngao, cái quái gì vậy? Vương Bình gãi gãi gáy, thật lâu không kịp phản ứng, biến thành anh tóc húi cua lời cũng không thể nói. Tiểu tử thú vị, tính tình không cần lớn như vậy, không phải ai cũng dễ nói chuyện như ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn như vậy, Vương Bình có chút sốt ruột, đại thù của mình còn chưa tính xong. Vương Bình tung người nhảy lên, cắn một miếng vào trên ngón tay lão đầu, ngón tay của lão không thể cứng trắng như vậy chứ. Giác. Vương Bình treo ở trên ngón tay lão đầu, ngón tay lão đầu, không có bị gãy vương bình sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng lão giả này rốt cuộc là ai ai hồng quân ta bình sinh lần đầu bị cắn hơn nữa còn liên tục bị cắn hai cái hắn kéo vương bình từ trong tay vương lâm xuống cười ha ha nhẹ nhàng ném ra thân ảnh vương bình trong nháy mắt này giống như sao băng biến mất không thấy một lát sau trong một hồ nước xa xa vương bình bị một con cự thú nằm bò trên mặt nước một con thật lớn cá sấu rít gào, hướng về Vương Bình cắn tới. Phát hiện vật chủ bị công kích, mời lựa chọn. Thứ nhất, mình đập trúng người khác trước, đại nhân có đại lượng, không so đo với hắn, thưởng cho tu vi 10 năm. Thứ hai, bất kể đúng hay sai, làm rồi nói, thưởng cho hoang thôn thiên quyết một quyển. Vương Bình không chút do dự lựa chọn hai. Liên tục ba lần, đều là 10 năm tu vi, Vương Bình làm sao có thể không rõ cái này cùng cổ vũ tham dự có cái gì khác nhau còn cá sấu khổng lồ kia không cách nào cắn được vương bình liền nhổ nó ra tác dụng của bất tử thân chính là cường đại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn nhìn cá sấu khổng lồ ngay ra như phỏng vương bình giơ lên một cái chân trước hung hăng vỗ xuống nhất thời trên mặt cá sấu khổng lồ ba đạo vết máu hiện ra ngao cá sấu rống lên một tiếng trong đôi mắt hàng quang bắn ra bốn phía bóp. Sau khi bị cắn một miếng, sắc mặt cá sấu khổng lồ trở nên rất khó coi. Đôi mắt dựng thẳng tràn ngập nghi hoặc, không rõ tại sao mình lại không thể cắn được tiểu tử trước mặt. Bỏ Vương Bình ra, cá sấu khổng lồ phát ra một tiếng gầm nhẹ đe dọa, lao đầu vào đáy hồ. Nhưng vào lúc này, Vương Bình đạt được phần thưởng Hồng Hoang Thôn Thiên Quyết. Môn công pháp này, tên như ý nghĩa, chính là thôn phệ, thôn phệ vạn vật ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên một cây cỏ dại, Vương Bình một ngụm cắn xuống, ai nha, thật ghê tởm. Vương Bình cắn một miếng, toàn bộ nôn mửa. Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt Vương Bình rơi vào một thân cây đại thụ cách đó không xa. Phía trên kết mấy viên trái cây màu đỏ, cũng không biết có độc tính hay không. Tóc húi của ca có vẻ đối độc tố có kháng tính, hơn nữa có hệ thống khen thưởng bất tử bất diệt, hẳn là sẽ không chết. Vương Bình vừa nghĩ, vừa chạy nhanh đến một thân cây cầm lên một trái cây nhét vào trong miệng vị rất ngon có chút chua một quả trái cây nuốt vào trong bụng vương bình cảm giác được một luồng khí từ trong thân thể toát ra ấm áp thập phần thoải mái đây là trong thiên địa linh khí cũng hoặc là nói yêu khí vương bình trong lòng vui vẻ ăn có thể gia tăng lực lượng không thể thích hợp hơn ăn xong một quả vương bình lại cầm lấy một quả bỏ vào trong miệng trong ao một con cá sấu thật lớn lặng lẽ nổi lên nó nhìn vương bình ăn ngấu nghiến dưới tàn cây trong ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc nhân cách nó còn nhớ rõ đã từng có một con nai chính là bởi vì ăn quả này mới đi được vài bước liền đột nhiên tử vong như thế nào chính mình cũng cắn không nổi đồ vật chính mình lại một chút chuyện cũng không có đúng là quái dị vương bình cũng không có phát hiện con cá sấu lớn kia tự mình gặm trái cây một quả tiếp một quả cũng không lâu lắm, trái cây trên cây đã bị Vương Bình ăn sạch sẽ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Hai, không phục chính là làm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Bình không biết mình tiến bộ bao nhiêu, cũng không biết cảnh giới của mình nên phân chia như thế nào, nhưng hắn biết, trong bụng của mình, có rất nhiều năng lượng ấm áp những khí này lưu chuyển trong thân thể hắn một khắc cũng không ngừng nghỉ vương bình ăn xong trái cây lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp có môn công pháp nghịch thiên này hắn đương nhiên phải tăng thực lực của mình lên trước vương bình đi ra khỏi đầm nước đi dạo không mục đích vương bình hiện tại có một việc phải làm đó chính là mau chóng hiểu rõ mình rốt cuộc đến hồng hoang một bước nào hồng hoang lịch sử quá mức xa xưa hiểu rõ mới có thể làm ra lựa chọn chính xác phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng của vật chủ xin hãy đưa ra quyết định thứ nhất hồng hoang có loạn hay không tóc húi của định đoạt tìm được long tộc phượng hoàng kỳ lân một ngụm một phế vật thưởng cho tu vi trăm năm thứ hai chỉ dựa vào mồm mép là không được có thể động thủ liền không bức bức đánh tới long tộc phượng tộc cùng kỳ lân phát động long phượng đại kiếp nạn thưởng tru tiên tứ kiếm phỏng chế phẩm một thanh thứ ba chính diện đánh không lại liền động não, khơi màu long tộc, phượng tộc cùng kỳ lân tranh đấu, ngư lợi từ trong đó, thưởng lục nhĩ mi hầu, ấu tử. Vương Bình sờ sờ cái ót, không nói gì để chống đỡ. Hắn chỉ là muốn hiểu rõ, chính mình chính là muốn biết hiện tại hồng hoang đến một bước nào, như thế nào liền tâm tình dao động. Bất quá, nếu đã có lựa chọn, vậy thì chọn đi. Hắn có bất tử bất diệt, còn sợ cái gì? Tu hành trăm năm đồ vật bình thường ta cũng không cần tru tiên kiếm trận mặc dù là hàng giả nhưng vẫn có thể tiểu hầu tử để ta chăm sóc hài tử bản thân ta cũng chỉ là hài tử vương bình nghĩ nghĩ vẫn là chọn loại thứ hai nhất định là dựa theo phần thưởng hậu quả cụ thể dù sao cũng có bất tử bất diệt gánh vác đây chính là bá đạo bất tử bất diệt sau khi lựa chọn vương bình liền gặp phải một vấn đề khiến hắn đau đầu long phượng kỳ lân cái này bảo hắn đi đâu tìm đây vương bình gãi gãi tóc vẻ mặt mờ mịt người cái này hệ thống làm được cũng quá không xứng chức nhanh lên dẫn đường vương bình ở trong lòng rít gào rất là căm tức không có bất kỳ dấu hiệu nào trong đầu xuất hiện một tấm bản đồ nhưng là hệ thống không nói gì khả năng cũng ở trong im lặng đi có bản đồ vương bình liền biết nên đi như thế nào cũng không thèm để ý hệ thống có hay không đáp lại kỳ lân tộc cách chúng ta gần nhất ngao ngao ta ở chỗ này nhìn thoáng qua bản đồ vương bình rít gào chạy như điên về phía đông bất quá vương bình còn chưa đi được bao xa liền đụng phải vấn đề một con cự lan màu bạc ngăn cản đường đi của hắn thèm nhỏ giải với hắn kháo cúc ta hiện tại không muốn gây phiền toái vương bình mím môi dạo qua một vòng cùng con sói khổng lồ màu bạc lướt qua ngân mau lan sửng sốt phục hồi tinh thần lại cắn một miếng vào mông vương bình rắc một âm thanh thanh thúy vang lên hàm răng của sói xám đều bị cắn đứt phát ra một tiếng tru thống khổ vương bình cũng không cao hứng bởi vì hắn biết mình mới là người bị hại chưa từng nghe nói qua bình đầu ca ta có thù tất báo sao vương bình nghĩ thông suốt nếu đã đến hồng hoang, lại biến thành anh bình đầu, tuyệt đối không thể đánh mất danh tiếng của anh bình đầu. Mặc kệ thực lực như thế nào, đều phải cùng đối phương đánh một trận. Chính mình ngay cả hồng quân cũng làm qua, còn sợ đám tiểu tạp lạp mễ các ngươi sao? Vương Bình suy nghĩ một chút, xoay người nhảy dựng lên, cắn một miếng vào trên mũi cự lan màu bạc. Từng giọt máu tươi, rơi vào trong miệng Vương Bình. Vương Bình kinh ngạc phát hiện, máu kia sau khi tiến vào trong miệng mình, lại biến thành một đoàn khí thể ấm áp. Làm sao có thể? Trong mắt Vương Bình hiện lên một tia kinh ngạc, hắn phát hiện, tốc độ tu luyện như vậy, so với ăn trái cây còn nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt Vương Bình sửng sốt, cự lan màu bạc kia, vung mạnh một cái, đem Vương Bình quăng ra ngoài. Vương Bình từ trên mặt đất đứng lên, hưng phấn quát to một tiếng, dẫn đầu, hướng con sói khổng lồ màu bạc phóng tới. Trong tiếng trích gào, sói lông bạc nhào tới, mở cái miệng to như chậu máu hung hăng cắn tới cổ vương bình rắc trước đây là một cái răng bây giờ là hai ngân mau lan kêu thảm một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi đầy rốt cuộc là quái vật gì mà cứng rắn như vậy vương bình cũng không quan tâm cắn một miếng vào chân sói màu bạc máu lạnh lẽo tràn vào trong miệng biến thành một cổ hơi thở ấm áp mà quen thuộc sói lông bạc thống khổ tru lên ngậm vương bình trong miệng dùng sức xé, liền ném hắn ra ngoài. Lúc này đây, nó không dám lại đi cắn Vương Bình, quay đầu bỏ chạy. Vương Bình rất khó chịu, bị người ta cắn một cái, người này còn muốn chạy trốn, thù này không báo, thể diện của mình để ở đâu. Vương Bình theo sát phía sau, chạy về phía con sói lông bạc kia. Vì thế, một con tiểu bình đầu ca, ở trong hồng hoang điên cuồng đuổi giết một đầu cự lan màu bạc. Bất quá, này hồng hoang bên trong sinh linh, chưa chắc nhận ra bình đầu ca không ai biết đây là vật gì vương bình truy kích một đoạn thời gian thấy nó chỉ lo chạy trốn lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình phẫn nộ ngừng lại vương bình lại bước lên con đường đi tới kỳ lân nhất tộc lúc này đây bọn họ không có gặp phải bất kỳ yêu thú nào công kích một đường thông suốt bất quá đây chỉ là thời gian nửa ngày đi về phía trước vương bình bị một đầu cự mãn thật lớn từ trong lùm cây chui ra một ngụm cắn ở trên người của hắn. Đậu má, chỉ là một cây cây, cũng muốn cắn tôi. Trong lòng Vương Bình nói thầm một câu. Cự mãn dùng miệng ngậm Vương Bình, liều mạng nuốt. Vương Bình tự nhiên không muốn bơi trong bụng đại mãn, hai móng đè lại cầm đại mãn, dùng sức tách ra. Bất quá lực lượng cự mãn thật sự là quá lớn, căn bản không thể giải thoát. Chẳng lẽ muốn biến thành vật bài tiết của cự mãn? Giải dù một lát, sắc mặt vương bình trở nên rất khó coi hắn không cảm thấy mình sẽ chết nhưng bị coi là phân kéo ra ngoài vương bình có một loại cảm giác buồn nôn vì mình không bị coi là phân kéo ra vương bình xuất ra khí lực toàn thân vương bình không có phát hiện lực lượng của hắn càng lớn dòng nước ấm kia lại càng nhiều tiến vào gân cốt cùng kinh mạch của hắn bên trong mở trong lòng điên cuồng rít gào vương bình cũng không biết từ đâu tới khí lực hai trảo dùng sức đè một cái, trực tiếp đem miệng cự mãn cho chóng mở. Vương Bình Nhân cơ hội xoay người một cái, từ trong miệng cự mãn bò ra. Mắt thấy máu thịt sắp tới tay bị cướp đi, cự mãn giận tím mặt, mở cái miệng to như chậu máu, muốn cắn nuốt lần nữa. Lần đầu tiên, Vương Bình không cẩn thận, đã bị thôn phệ, hắn sẽ không tái phạm lần thứ hai. Vương Bình nghiêng người né tránh, tung người nhảy lên, một móng vuốt đập vào mắt cự mãn một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên cự mãn điên cuồng vặn vẹo vương bình hoảng sợ vội vàng né tránh đã thấy trên móng vuốt của mình chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một con mắt vương bình ghê tởm vội vàng ném nó ra ngoài hắn có thể uống máu nhưng tuyệt đối không thể ăn mắt nếu có lò sưởi nướng một chút vẫn có thể đinh đinh một bỏ qua chuyện cũ có bao xa trốn bấy xa thưởng cho mười năm tu vi hai Cùng truy hoa mãn ba ngàn dặm, bình đầu ca uy danh không thể nhục, khen thưởng một bộ khống hỏa thuật. Ngay tại vương bình nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu của hắn vang lên. Vương bình đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hai mắt tỏa sáng, thật sự là quá tuyệt vời. Chờ một chút, vừa rồi cái lựa chọn kia còn chưa làm xong, hiện tại lại nhảy ra một cái lựa chọn. Được rồi, mặc kệ phỏng chừng nó cũng biết trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành, hệ thống này vẫn rất có nhân tính. Vương Bình vừa nghĩ, vừa chạy nhanh đến sau lưng cự mãn, cắn một miếng vào đuôi cự mãn. Nếu muốn cho cự mãn này chạy trốn, nhất định phải cho cự mãn này ăn đau mới được. Cắn một miếng, liền có vài lỗ nhỏ, máu tươi ồ ồ chảy ra. Vương Bình vừa mới hít vào, đuôi cự mãn liền đem hắn rút đi. Không có việc gì, ta có bất tử bất diệt thể, lại đến. Vương Bình rít gào một tiếng, lại nhào tới, mở cái miệng to như chậu máu, cắn một miếng. Lúc này đây, cự mãn kia có phòng bị, không hề quay cuồng, nhìn chậm chậm Vương Bình, quay đầu nuốt vào. Vương Bình linh hoạt tránh đi, nhặt lên một viên đá, ném qua. Cự thạch nện vào đầu cự mãn, cự mãn nhất thời nổi giận. Vương Bình lơ đỉnh, tiếp tục chơi đùa với mãn xà, tùy thời mà động. Dặn có hồi lâu, cự mãn rốt cục nhìn không được hướng vương bình rít gào một tiếng quay đầu bỏ chạy trong mắt vương bình hiện lên một tia vui sướng thắng lợi lập tức vọt tới bắt lấy đuôi cự mãn kéo về phía sau bạo nộ cự mãn mãnh liệt một ngụm cắn xuống lại bị vương bình dễ dàng tránh đi tiểu tử nếu ta cao lên người chính là một cây cây xa xa vương bình thì thào tự nói nhặt lên một viên đá ném qua cự mãn tránh đi âm lãnh trừng mắt Vương Bình, nhìn nhau một hồi lâu. Có lẽ là bởi vì lúc trước chiến đấu, cái kia cự mãn rốt cục lựa chọn chạy trốn, tốc độ rất nhanh, như tại chạy trối chết. Vương Bình cao hứng bừng bừng đi theo phía sau, điên cuồng đuổi theo, ở trong hồng hoang, anh tóc húi cua triển khai một vở kịch hay truy đuổi mãn xà. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 3. Hỏa nhãn kim tinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hồng hoang vô biên vô hạn, rộng lớn không biết bao nhiêu Trong một sơn cốc nhỏ, Vương Bình nướng một con cá nhỏ Cá mới bắt được từ trong sông, lửa là thuật khống hỏa đuổi theo mãn xà Cẩn thận khống chế lửa, một lát sau mùi thơm dễ ngửi liền tản mát ra A à phi, không muối, thịt cá không muối không linh hồn Cắn một miếng, trong lòng Vương Bình lầm bầm nhưng sau khi cảm giác được dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể hắn vẫn rất nhanh cắn miếng cá trong tay ăn xong cá vương bình một lần nữa lên đường không biết phải bao lâu mới có thể tới kỳ lân tộc tru tiên kiếm phỏng chế phẩm dùng để xỉa răng có vẻ không tệ hồng hoang nhất định không thái bình chạy không nhiều đường vương bình gặp ba con trâu con heo lớn chặn đường trên người những con heo lớn này mọc gai như kim thép rất không dễ chọc rầm 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 rầm, rầm. Trong miệng một con heo lớn phát ra âm thanh, không biết có ý gì. Vương Bình bối rối, có ý gì? Nhìn thấy Vương Bình nửa ngày không có phản ứng, đại trư nổi giận, đầu hơi thấp, trong mũi toát ra hai luồng bạch khí. Lão Huynh, ngươi là heo, không phải trâu có được hay không? Vương Bình trong lòng oán thầm, tặc là buồn bực, như vậy năm nào tháng nào mới có thể giết tới kỳ lân tộc. Lúc Vương Bình không nói gì, trư yêu đã âm âm vọt tới. Kiểm tra đo lường được ký chủ gặp phải nhím tập kích, mời lựa chọn. một Đối phương vừa nhìn liền không dễ chọc, chạy trốn không mất mặt, khen thưởng 10 năm tu vi. 2. Xã hội ta bình ca, người tàn nhẫn nói không nhiều lắm, đưa tới cửa thịt heo, không muốn uổng phí không muốn, khen thưởng hỏa nhãn kim tinh, thấp phối bản. Hỏa nhãn kim tinh. Không tệ không tệ, thịt heo này ăn chắc rồi thân thể nhẹ nhàng né tránh va chạm chính diện của nhím, Vương Bình đứng thẳng lên, lòng bàn tay nhiều ra một đoàn hỏa diễm. Khống hỏa thuật là pháp thuật, không chỉ dùng để nướng thức ăn. Không do dự nhiều, Vương Bình ném lửa lên người nhím. Bùng! Hỏa diễm nổ tung, trực tiếp bao phủ toàn bộ thân heo. Hào trư nào nghĩ đến Vương Bình cái vật nhỏ như vậy còn có thể phóng hỏa, ăn đau dưới, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, điên cuồng chạy loạn hai tên nhím khác bị một màn này dọa chạy về phương hướng khác vương bình đuổi theo con nhím bốc lửa cho đến khi nó mất đi tính mạng ngã xuống ngồi xổm bên người nhím vương bình đẩy lớp da cháy đen ra lộ ra thịt heo thơm ngào ngạt bên trong không tồi không tồi khí trong cơ thể có thể nhiều hơn không ít vương bình hưng phấn ăn rất vui vẻ tuy rằng không có muối ăn ngon như nhau không lâu sau vương bình đã ăn một phần mười lúc này một trận kinh thiên gào thét từ phía sau vang lên, theo tiếng gió, nhảy ra một cái sặc sỡ mảnh hổ. Khác với mảnh hổ mà Vương Bình đã gặp, con hổ này lớn hơn không ít. Ở hồng hoang loại này linh khí dư thừa địa phương, liền không có bình thường giả thú, đều là yêu thú. Chợt vào lúc này, trước mắt Vương Bình hiện lên một hàng chữ nhỏ. Khiếu phong hổ, độ hữu hảo không có, độ ác cảm 50. Vương Bình sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến phần thưởng vừa rồi, hỏa nhãn kim tinh. Lại nói, hỏa nhãn kim tinh có thể dùng như vậy sao, còn có thể nhìn thấy ấn tượng của những người khác đối với hắn. Khiếu phong hổ xuất hiện, mắt nhìn con nhím ngã xuống đất, con người sát ý mười phần rơi vào trên người vương bình. Người này, hiển nhiên là ngửi được mùi thơm đến cướp thịt. Ngao ô. Đột nhiên, bên cạnh lại truyền đến một trận tiếng gầm, chạy ra bảy con sói lông bạc mà Vương Bình đã gặp trước đó. Ngân Nguyệt Lan, độ hữu hảo không có, độ ác cảm 80. Ngân Nguyệt Lan, độ hữu hảo không có, độ ác cảm 90. Ngân Nguyệt Lan Ánh mắt vương bình đảo qua con sói nào, trên người con sói đó liền toát ra một hàng chữ nhỏ. Đến lúc này vương bình xem như xác định, đây chính là công hiệu hỏa nhãn kim tinh hắn đạt được. Nhìn xong phương liếc mắt một cái, vương bình tiếp tục vùi đầu ăn, dù sao hắn bất tử bất diệt, sợ đắc ý, nên ăn ăn, nên uống uống gào thét. Ngao ô. Hành động này đối với khiếu phong hổ và ngân nguyệt lan mà nói, không khác gì khiêu khích, song song nổi giận. Khiếu phong hổ ở gần tung người nhào tới, một trảo vỗ lên người vương bình. Kiểm tra đo lường được ký chủ gặp phải khiếu phong hổ tập kích, mời lựa chọn. một Xoay người tránh ra, thưởng cho tu vi 10 năm. 2. Trốn đi, ngồi xem khiếu phong hổ đấu với Ngân Nguyệt Lan, thưởng cho liễm tức thuộc một bộ. 3. Đuổi hổ nuốt sói, thanh danh của anh Bình đầu không thể mất, nhổ nước bọt chính là khô, thưởng cho một bộ thần hành thuật. Vương Bình lăn lộn đi ra ngoài, nghe được thanh âm trong đầu vang lên. Thuật liễm tức. Thần hành thuật. Hình như cũng không tệ. Quên đi, vẫn là đến thần hành thuật đi, A Phi cũng không nhìn thịt của ai, dám cướp loạn. Gào thét a. À. Vương Bình đóng to một tiếng, không chút sợ hãi xông lên không chết được, chính là tùy hứng như vậy. Không đợi khiếu phong hổ lấy lại tinh thần, Vương Bình nhảy lên tác vào mặt hổ một cái. Đập khiếu phong hổ xong, Vương Bình không ngừng xông về phía bầy sói Ngân Nguyệt, khí thế vô cùng dũng mãnh. Ngân Nguyệt Lan cũng không phải dễ chọc, trong đó một cái hai chân hơi công nhảy tới, hai cái khác tả hữu bọc đánh. Bốn con còn lại, cảnh giác nhìn chầm chầm khiếu phong hổ. Ngốc Lan, Bình ca ta biết pháp thuật. Trong lòng khinh thường nghĩ, vương bình khống hỏa thuật lại xuất ra, nện vào trên người Ngân Nguyệt Lan đang nhào xuống. Hai con sói trái phải lại đây hoảng sợ, vương bình mượn cơ hội này, từ khoảng cách giữa chúng nó chạy ra ngoài. Nhìn hỏa đồng bạn, mặt khác sáu con Ngân Nguyệt Lan, cùng với khiếu phong hổ, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía vương bình. Trong lòng bọn chúng tràn đầy chần chờ không hiểu, đây là quái vật gì? Bảy con sói biến thành sáu con sói, hắc hắc trong lòng cười quái dị một tiếng vương bình lại đứng lên động tác này làm ngân nguyệt lan và khiếu phong hổ hoảng sợ toàn bộ chạy đi chúng nó vừa mới nhìn thấy trước mắt cái này tiểu thú chính là như vậy thả ra lửa lúc này ngân nguyệt lan kêu thảm thiết không chạy được bao xa ầm ầm ngã xuống đất không còn tiếng động bùng ngọn lửa trong móng vuốt của vương bình dấy lên khiếu phong hổ và ngân nguyệt lan đang chần chừ không quyết như chim sợ cành công xoay người chạy như điên trời đi. Tiểu quỷ nhát gan. Trong lòng hừ một tiếng, Vương Bình ném ra hỏa cầu. Trong đầu, một cổ tin tức tràn vào, pháp thuật thần hành thuật. Ăn nửa ngày thịt heo, không muốn ăn nữa, thử xem thần hành thuật chạy đi hiệu quả như thế nào. Trong lòng suy nghĩ một lúc, dựa theo miêu tả trong tin tức vận chuyển thần hành thuật. Ngay sau đó, Vương Bình về một cái chạy ra ngoài nguy hiểm của hồng hoang đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng. Đương nhiên đối với bất tử Vương Bình mà nói, chỉ là có chút phiền toái. Một ngày sau, Vương Bình gặp phải một đám mảnh độc kiến tập kích. Kiểm tra đo lường được ký chủ bị mảnh độc kiến vây công, mời lựa chọn. Một. Đối phương quá nhiều, hình như đánh không lại, vẫn là chạy đi, thưởng cho tu vi 10 năm. Hai. Chạy không phù hợp với tác phong của anh Bình đầu, không phải số lượng nhiều một chút sao, mùi vị của kiến nổ hẳn là không tệ, thưởng cho phương pháp tự động cắn nuốt linh khí. Cái này còn phải chọn sao, thỏa đáng cái thứ hai. Tự động thôn phệ, hình như rất lợi hại. Ba ngày sau, Vương Bình bị một con gấu nâu lớn đi ngang qua đá một cước. Kiểm tra đo lường được ký chủ bị đại địa hùng công kích, mời lựa chọn. Một. Đối phương hình như không phải cố ý, quên đi, thưởng cho tu vi 10 năm hai Trong từ điển của anh Bình Đầu, không tính như vậy, đi lên đánh nhau, khen thưởng sức mạnh tăng lên trên diện rộng. Không nghĩ nhiều, quyết đoán lựa chọn cái thứ hai. Vương Bình xông lên, hướng về phía đại địa hùng chính là một trận hắc hắc hắc. Mười ngày sau, Vương Bình bị một đám trâu chặn lại. Kiểm tra đo lường được ký chủ bị ly thủy ngưu treo cợt, mời lựa chọn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 bốn Cái mùi này ta thích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hồng hoang bất ký niên Ở hồng hoang, không đáng giá nhất, chính là thời gian Dù sao Vương Bình cảm giác, đã qua thật lâu thật lâu, ngày này, hắn rốt cục một đường dết tới kỳ lân tộc Đây vẫn là thần hành thuật, nếu không còn không biết phải mất bao lâu Một đường đi tới, vương bình hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đạt được rất nhiều ly kỳ cổ quái pháp thuật thần thông thực lực của hắn cụ thể như thế nào không phải rất rõ ràng nhưng hình thể vốn giống như chó con lúc này đã lớn bằng một con hổ bình thường mà đoạn đường này vương bình cơ hồ có thể nói là đánh tới cái gì mọc cánh mảnh hổ mang sừng đại xà bốn con mắt hầu tử các loại loạn thất bát tao sinh linh vương bình gặp qua rất nhiều nhưng mặc kệ đối thủ như thế nào Vương Bình không có hư qua bất kỳ một con nào, không phục chính là làm. Đoạn đường này còn chưa oán kỳ lân, lần này rốt cục có cơ hội. Nhìn sơn cốc phong cảnh như tranh vẽ phía trước, trong mắt Vương Bình lộ ra nụ cười. Tung người nhảy lên, Vương Bình xông về phía sơn cốc. Còn chưa đi qua, một tiếng trống giận kinh thiên, một con quái vật khổng lồ chặn đường đi của hắn. Đầu sư tử, sừng hưu, mắt hổ, thân sừng, vẫy rồng, đuôi trâu, không sai, là kỳ lân không thể nghi ngờ không thể không nói diện mạo kỳ lân người ta bỏ xa vương bình không biết bao nhiêu con phố dừng bước đây là lãnh địa kỳ lân tộc ta ngoại tộc cấm bước vào kỳ lân mở miệng thanh âm ù ù truyền vào tai vương bình tới nơi này mục đích chính là vì kỳ lân tộc chính là vì mở ra long phượng đại kiếp nạn vương bình đương nhiên không có khả năng lui ta liền bước vào như thế nào tích vương bình ngẩng đầu cái đầu không cao bằng kỳ lân khí thế cũng mười phần trên đường hoàn thành một nhiệm vụ vương bình đã đạt được phần thưởng nắm giữ tiếng người cùng vọng tất cả thú đều do kỳ lân tộc ta quản ngươi là tộc gì dám phản nghịch kỳ lân cuồng nộ sát khí trong mắt lóe lên cả giận nói vương bình bất mãn trừng mắt nhìn kỳ lân vương bình sĩ diện nói nghe cho kỹ ta là đệ nhất bá hồng hoang giang hồ gọi là anh bình đầu nguyên tắc từ trước đến nay của ta là không phục thì làm, không phải đang đánh nhau thì là đang trên đường đánh nhau. Mơ hồ nhìn Vương Bình, kỳ lân như nhìn kẻ ngốc, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Kiểm tra đo lượng được ký chủ bị kỳ lân khinh bỉ, mời lựa chọn. một Việc nhỏ mà thôi, quên đi, không đáng so đo, thưởng cho tu vi 10 năm. 2. Tuyệt bị không thể tính, tính tình nóng nảy này, có thù báo ngay tại chỗ giáo huấn kỳ lân một trận, thưởng cho cự hóa thuộc một bộ. Khi Vương Bình rất khó chịu trừng mắt nhìn Kỳ Lân, thanh âm hệ thống trong đầu toát ra. Loại đề tài lựa chọn cấp bậc tiểu học này, Vương Bình gần như không cần suy nghĩ liền lựa chọn tốt. "Đại ngốc, ngươi nhìn cái gì vậy, không tin, ta chứng minh cho ngươi xem." Vương Bình gầm rú, không sợ hãi xông về phía Kỳ Lân. Tò mò đánh giá Vương Bình, trong mắt Kỳ Lân tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo tình huống bình thường, đại bộ phận tẩu thú cảm giác được khí tức kỳ lân tộc bọn họ, đều sẽ tay chân như nhũng ra. Cũng chỉ có những hung mang dị chủng kia, có thể không nhìn. Nhưng là trước mắt tiểu gia hỏa này, trên người không có gì dị thường, cái này dũng khí ngược lại là mãnh liệt rối tinh rối mù. Ông tâm tình nghiền ngẫm, kỳ lân vương chân ra, nhẹ nhàng đụng về phía vương bình. Móng kỳ lân giống như móng ngựa, chỉ riêng cái vỏ đen trên móng đã có chiều cao của vương bình theo kỳ lân nó tùy tiện đá một cái vương bình hẳn là bị đá bay mới đúng nhưng mà sau một khắc kỳ lân trợn tròn mắt móng nó đá ra lại bị vương bình nâng lên một cái móng vuốt đỡ lấy trên thực tế không chỉ có kỳ lân vương bình lúc này cũng là mộng bức tuy rằng hắn biết hắn khí lực lớn lại không nghĩ tới có thể ngăn cản kỳ lân một cước đoạn đường này đi tới hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đạt được qua không ít khen thưởng trong đó liền có rất nhiều tăng lên lực lượng. Hơn nữa dựa vào hồng hoang thôn thiên quyết, đoạn đường này vương bình quả thực nuốt không ít thứ. Linh khí trong cơ thể giống như biển rộng mênh mông, rất nhiều rất nhiều. Thời điểm phát động công kích, vương bình sẽ cảm giác được, những khí này sẽ tràn vào tứ chi bách hài của hắn, gia trị cho hắn. Nhưng cho dù như vậy, vương bình cũng không nghĩ tới, hắn có thể dễ dàng ngăn trở kỳ lân. Dù sao kỳ lân chính là phượng tộc, long tộc, cũng xưng là tộc quần mạnh nhất hồng hoang tam đại tộc nhìn không ra ngược lại lợi hại hơn ta tưởng tượng một chút kỳ lân hứng thú nhìn vương bình thu chân lại rồi hung hăng đạp ra lần này kỳ lân cũng không phải là chơi ít nhất hơi động một chút đông một tiếng vật nặng va chạm lần này vương bình bay ngược ra ngoài vương bình ngã bay ra ngoài lông tóc không bị thương từ trên mặt đất nhảy dựng lên đến lúc này hắn xem như đối với thực lực của mình hơi có chút nhận thức cùng kỳ lân này đứng đắn làm vẫn là thiếu chút nữa nhưng cái này không trở ngại hắn vương bình có bất tử bất diệt thể chết không được chính là có thể tận tình lãng xoay người một cái ánh mắt vương bình nóng bỏng kích động một lần nữa xông về phía kỳ lân gì vậy mà không có việc gì kỳ lân kinh ngạc cái quỷ gì một cước kia của nó núi cũng có thể đá nổ sao vương bình không biết kỳ lân trong lòng suy nghĩ gầm rú nói dám đá ta bình ca ta nổi giận rồi tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của ta đi còn kiến hôi ngươi nếu muốn chết ta thành toàn cho ngươi nghe được lời khiêu khích của vương bình hàng khí trong mắt kỳ lân hiện lên sau một khắc kỳ lân nhảy lên một vó hướng vương bình dẫm tới tuy rằng bị dẫm không có việc gì nhưng là vương bình cũng không muốn bị dẫm a à, thân thể vặn vẹo né tránh móng kỳ lân dẫm trên mặt đất, trực tiếp dẫm lên một cái hố to. Trâu bò, đến đây, không giết được ta ta sẽ giết chết ngươi. Vương Bình ngôn ngữ trào phúng, dương trảo một viên hỏa cầu đánh ra. Kỳ lân bị kích thích, ngửa mặt lên trời rống giận, mặc cho hỏa cầu của Vương Bình đập vào người, tiếp tục nhào tới. Hỏa cầu trước kia lợi hại vô cùng, đối với kỳ lân mà nói, lại không có nhiều tác dụng. Bất quá Vương Bình cũng không quá thất vọng, cái gì mà đá rơi, Băng thứ, kim kiếm gì gì đó, bổ đầu che mặt đánh tới. Những thứ này đều là tới trên đường, vương bình hoàn thành các loại nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng. Con kiến hôi, đi chết đi cho ta, oanh. Kỳ lân trích gào, một viên quan đạn nổ tung trước người vương bình, đem vương bình nổ tung ra ngoài. Trong sơn cốc, những kỳ lân còn lại nghe được động tỉnh bên này, một đám chạy như bay đến. Người mới là con kiến hôi, nổ không chết ta, nổ không chết ta. Vương Bình bị nổ mặt xám mày tro, từ trong đất bò lên, điên cuồng cười nhạo kỳ lân. Kỳ lân sửng sốt tức giận nói. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn trở một kích này của ta? Ta chính là chặn, sao vậy, lát nữa đem ngươi biến thành dê nướng, mùi vị hẳn là không tệ. Dương Dương đắc ý trừng mắt nhìn kỳ lân, Vương Bình thèm muốn thiếu chút nữa chảy nước miếng. Trên đường hắn từng đạt được hệ thống ban thưởng một loại thần thông, tên là biến hình thuật dùng một chiêu này, Vương Bình có thể đem bất kỳ sinh linh nào bị hắn đánh chết, hoặc là mất đi sức đề kháng, biến thành mỹ thực hắn muốn biến thành. Đoạn đường này tới đây, Vương Bình chém giết sinh linh, đều là dựa vào một chiêu này thôn phệ, đỡ phải còn muốn dùng lửa đi nướng, hơn nữa ăn không ngon. Dùng biến hình thuộc biến ra mỹ thực, có đủ thực lực công hiệu, đồng thời còn sắc hương vị đều đủ, là một trong những thần thông Vương Bình thích nhất. Đã xảy ra chuyện gì? Một đạo thanh âm ù ù vang lên, từng đạo thân ảnh kỳ lân từ trong sơn cốc bay ra. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Năm Hồng Quân nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Là nó. Phía chân trời xa xôi, một đạo nhân ảnh ẩn ở trên mây, đang nhìn về phía kỳ lân tộc bóng người là một gã lão giả, nếu như Vương Bình ở chỗ này, chắc chắn nhận ra chính là lão giả hắn vừa xuyên qua, dẫm hắn một cước, bị hắn cắn ngược hai cái. Nói cách khác, lão giả kia là Hồng Quân. Đương nhiên hiện tại Hồng Quân còn không phải là đạo tổ, cũng không có hợp đạo, thậm chí cũng không tính là thánh nhân. Hiện tại ở giai đoạn này, Hồng Hoang còn chưa sinh ra cường giả cấp bậc thánh nhân. Vốn Hồng Quân đang bế quan, tính đến sâu xa bên trong có đại kiếp nạn sắp nổi lên mới xuất quan xem xét muốn nhìn xem ngọn nguồn nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ngọn nguồn dĩ nhiên là hắn ngày đó giảm một cước tiểu thú dẫn phát so với ngày đó nhìn thấy tiểu thú cường đại hơn không chỉ một bậc nhưng cho dù cường đại hơn rất nhiều thấy thế nào cũng không giống có thể dẫn phát đại kiếp nạn hồng quân cau mày ánh mắt lóe ra không biết đang suy nghĩ gì cũng được Ngày đó gặp thú này là vì hôm nay ngăn nó là quả, không thể ngồi nhìn nó bị kỳ lân tộc trấn giết. Suy tư một lát, Hồng Quân thấp giọng mở miệng, thân ảnh biến mất. Trước sơn cốc, người kỳ lân tộc làm rõ sự tình giận giữ trừng mắt nhìn Vương Bình, một bộ tư thế hận không thể nuốt Vương Bình. Một con tiểu thú tùy tiện chạy tới, cũng dám khiêu khích kỳ lân tộc, sao có thể như vậy? Không phải ta nói, các vị ở đây đều là cặn bã. Vương Bình cuồng ngạo trừng mắt chúng kỳ lân, vận dụng cử hóa thuật mới có được. Giống như động viên, thân thể Vương Bình dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng, nháy mắt liền trở nên không thua kém bất kỳ con kỳ lân nào. Các vị, lão hủ. Một đạo thanh âm bỗng nhiên toát ra, nhìn thấy Vương Bình lớn lên, lời nói đến miệng kẹt ở cổ hồng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện, tự nhiên chính là Hồng Quân chạy tới muốn cứu Vương Bình. Di Di, nói tiểu hồng tử là ngươi a vương bình tò mò nhìn lại thấy là hồng quân trong mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc vốn vương bình là muốn gọi đạo tổ ngẫm lại hiện tại hồng quân còn không phải là đạo tổ hơn nữa hắn như thế nào cũng là người xuyên việt còn có hệ thống tráo cũng không cần sợ hồng quân nghĩ tới nghĩ lui vương bình đặt cho hồng quân một cái xưng hô tự cho là rất thân thiết tiểu hồng tử ngươi đang nói ta khóe miệng hồng quân có giật cái tên quỷ gì thế này lá gan của tiểu thú này cũng quá lớn đi hắn hồng quân ở hồng hoang mặc dù không nói đệ nhất cường giả nhưng cũng là hạng người đứng đầu làm sao có thể bị người lấy loại này rất cấp bậc danh tự xưng hô chính là ngươi không sai được tiểu hồng tử lần trước ngươi đạp ta một cước ném ta một cái món nợ này còn chưa tính vương bình đứng thẳng cười xấu xa trừng mắt nhìn hồng quân tiểu dạng không nghĩ tới bình ca ta sẽ đặt cho ngươi loại tên này đi, ha ha. Cái này nếu đợi sau này Hồng quân biết loại xưng hô này ý vị như thế nào, phỏng chừng nhất định phải tức học máu. Ta. Quên đi, không so đo với ngươi, ngày đó ta dẫm lên ngươi, nhưng ngươi cũng đã cắn ta hai lần, cuối cùng ta ném ngươi đi, coi như huề nhau. Mặt đen trừng vương bình, Hồng quân không hiểu sao có chút buồn bực. Này đều cái gì cùng cái gì, hắn ra mặt là muốn cứu con thú này, thuận tiện xem có thể hay không ngăn cản một hồi đại kiếp nạn nhưng hay lắm đến đây còn chưa làm gì trực tiếp bị tiểu thú này chỉnh đến cực điểm im lặng đó là cách nhìn của ngươi đối với ta mà nói ngươi giẫm ta một cước cũng đủ để ta dây dưa ngươi đến thiên hoang địa lão vương bình đắc ý trừng mắt nhìn hồng quân kết thù với anh tóc húi cua muốn dễ dàng tính toán nghĩ cái gì chứ hồng quân bị vương bình nói không nói gì đau đầu đến cực điểm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngày đó hắn cũng biết tiểu thú này mang thù, nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ mang thù đến loại trình độ này. Ngươi là người phương nào, muốn quấy nhiễu chuyện kỳ lân tộc ta? Lúc này, một con kỳ lân lớn trong kỳ lân mở miệng nói. Con kỳ lân này hình thể, so với hiện tại thi triển cự hóa thuật vương bình còn cao hơn, giống như một ngọn núi nhỏ. Tiểu hồng tử, ngươi muốn ngăn cản chúng ta đánh nhau bớt xen vào việc của người khác ngươi nếu rảnh rỗi không có việc gì đi tây phương tìm la hầu đi nghe được đại kỳ lân nói vương bình trừng mắt nhìn hồng quân nói nguyên bản long phượng đại kiếp nạn là la hầu gánh lên hiện tại hắn vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính mình làm bởi vậy sẽ không có la hầu chuyện gì vì cho la hầu tìm chút chuyện làm vương bình nhắc nhở một chút hồng quân hồng quân muốn thành thánh phải giết chết la hầu được thiên đạo công đức mới có thể thành thánh La Hầu, người biết hắn. Nghe được tên Vương Bình thốt ra từ miệng, Hồng quân khiếp sợ. Đại đạo ma thần ba ngàn, ma tổ La Hầu, bao gồm hắn Hồng quân, đều là một trong ba ngàn ma thần. Hồng quân cùng La Hầu vẫn bất hòa, năm đó ở trong hỗn độn vẫn đùa giỡn. Nhưng ở bàn cổ khai thiên hậu, La Hầu không biết tung tích, Hồng quân vẫn chưa từng gặp phải. Nhất định, tiểu Hồng tử, thực không giấu giếm ngươi, kỳ thật ta là hỗn độn khi xuất hiện luồng hỗn độn đầu tiên thành đạo vương bình không chút do dự gật đầu nghiêm trang nói dối hồng quân bị dọa đến sửng sốt một chút hắn ngược lại là biết hỗn độn thạch sở hóa hỗn độn lão tổ nhưng cũng không biết cái gì hỗn độn khí sở hóa chi khí hơn nữa còn là luồng hỗn độn khí thứ nhất lại nói tiểu thú này trên người cũng không có nửa điểm hỗn độn khí tức dỗ ai đây hồng quân mặt đen sống lâu như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sinh linh này. Hiện tại hồng hoang ngoại trừ la hầu người này, đại đa số sinh linh còn ở vào rất thuần phát giai đoạn. Nói xong không có, chịu chết. Đột nhiên, một tiếng trống to vang lên. Chịu không nổi vương bình cùng hồng quân nói nhảm không hết, một con kỳ lân ngang nhiên xuất thủ, trong miệng phun ra hỏa diễm hung hãn. Không đợi vương bình ra tay, hồng quân giơ tay, một đạo phù ấn tỏa ra quan mang bắn ngược hỏa diễm trở về. Ngươi nói La Hầu ở phương Tây, nhưng là thật. Hồng quân không đi xem kết quả như thế nào, nhìn chầm chầm Vương Bình. Vương Bình gật đầu. Nếu giả bao hoáng, tên kia đang hấp thu linh khí của Tây Phương Đại Địa. Tốt, tạm thời tin ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ánh mắt lóe lên, Hồng quân gật đầu, chợt lóe đã đến chân trời. Vương Bình ở phía sau hô. Tiểu Hồng tử, ngươi dẫm lên thù của ta, sớm muộn gì cũng thanh toán với ngươi hồng quân đang bay về phía tây lảo đảo một cái thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống cái quái gì vậy cái rắm lớn một chút chưa xong phải không hống con kiến vô tri khiêu chiến tộc ta ngươi phải trả giá bằng tính mạng hồng quân rời đi kỳ lân bị ngọn lửa của mình bắn ngược làm bị thương trống giận trút giận lên người vương bình vương bình không cho là đúng biểu môi đại cẩu không phải bình ca ta xem thường ngươi cuối cùng thua nhất định sẽ là ngươi Đi chết đi, oanh. Đáp lại Vương Bình là một đám lửa lớn bổ mặt mà đến. Đường đường là bá chủ Kỳ Lân nhất tộc, bị người ta gọi là cẩu đê tiện, tất cả Kỳ Lân đều nổi giận. Theo sát con thứ nhất về sau, lại có ba con ra tay công về phía Vương Bình. Chủ yếu là Kỳ Lân hình thể lớn, bốn cái liền chật ních bốn phía, bằng không ra tay sẽ càng nhiều. Đến đây đến đây, có gan đánh chết ta, ta muốn ăn tươi các ngươi, ăn sạch tất cả. Vương Bình gầm rú, trong mắt lóe sáng. Nếu là có thể đem những kỳ lân này đều ăn, tuy rằng không biết hắn hiện tại là thực lực gì, nhưng hắn có thể cảm giác thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều chính là. Đến lúc đó, hắn liền có tư cách cùng Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Hồng Quân, La Hầu các loại tồn tại cường đại khiêu chiến. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 6. Kỳ lân ở đâu? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Oanh Trên đại địa hồng hoang rộng lớn, một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang lên. Bốn tôn kỳ lân tướng mạo rất thần võ, vây công một con yêu thú kỳ quái thân thể đen nhánh, trên lưng lại là màu bạc. Tình huống trước mắt, tự nhiên chính là đại chiến giữa Vương Bình và kỳ lân tộc trước kỳ lân cốc. Vây công Vương Bình bốn con kỳ lân, thực lực cùng thủ sơn cốc kia không kém nhiều lắm. Hình như cũng không được tốt lắm. Cứng trắng tiếp một con kỳ lân nhất trảo, Vương Bình thờ ơ than thở. Vừa dứt lời, Vương Bình đã bị một con kỳ lân phía sau mông vỗ lên người, từ không trung rơi xuống. Một con kỳ lân bên trái rống giận một tiếng, phun ra một đoàn lửa. Kỳ lân bên phải không muốn nhìn, một đạo cột nước từ bên phải oanh tới. Đánh không chết ta, cho các ngươi một trăm hiệp. Vương Bình rơi xuống mặt đất trung rẩy bộ lông trên người, lộ ra thân thể lông tóc không bị thương, dương dương đắc ý. Có bất tử bất diệt thể trong người, chính là tùy hứng như vậy. Bốn con kỳ lân tức nổ nhào xuống, điên cuồng tấn công Vương Bình. Kiểm tra đo lường được chủ ký sinh gặp phải kỳ lân tộc vây công, mời lựa chọn. một Bỏ mặt, dù sao cũng không chết được, thưởng cho tu vi 10 năm. 2. Lập tức đánh trở về, quy danh không thể nhục, thưởng cho một viên thiên châu. ba Lát nữa đánh lại, để kỳ lân tộc biết chủ ký sinh là vô địch, để chúng cảm giác được ác ý thật sâu, thưởng cho trào phúng thuộc một bộ. Tại Vương Bình bị đánh thời điểm, trong đầu hệ thống thanh âm vang lên. Nghe vậy, Vương Bình trong mắt lộ ra nụ cười, hắn vừa rồi chậm chạp không ra tay, chính là đang chờ hệ thống A. Hệ thống cung cấp 3 lựa chọn, cái thứ ba đê tiện nhất, ừm, chính là cái này. Tuy rằng khai thiên châu tự hồ rất tốt, nhưng trào phúng thuật càng thực dụng. Muốn đối phó với phó long, phượng, kỳ lân tam tộc, để cho bọn họ hận không thể đánh chết chính mình, trước hết phải kích thích điên bọn họ. Tâm niệm xoay chuyển, Vương Bình rất nhanh đã có lựa chọn. Dùng sức một chút, các ngươi chưa ăn cơm sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Vương Bình mở miệng chăm chọc. Ngươi đang muốn chết, rỗng, đi chết đi. Bốn con kỳ lân giận dữ, công kích càng thêm cuồng bạo. Thân thể vương bình, như lá cây trong gió, bị đánh bay tới bay lui, xoay tròn bay múa. Kêu lớn tiếng có ích lợi gì, dùng sức một chút, dùng sức một chút. Ai, thật làm cho ta thất vọng, kỳ lân tộc các ngươi, chỉ có chút thực lực như vậy sao? Được hay không được, không được mấy người các ngươi đi xuống, đổi người lợi hại lại. Nếu không cố gắng, ta sẽ ngủ, có thể đánh cho ta ngủ cũng là một loại bản lĩnh của các ngươi tuy rằng còn chưa có được thuật trào phúng, miệng lưỡi vương bình lại không kém chút nào, tức giận đến người kỳ lân tộc nổi trận lôi đình. Không chỉ có bốn con vây công, đám kỳ lân phía sau cũng rất tức giận. Tránh ra, để tôi. Một con kỳ lân lớn hơn bốn con vây công đi ra, thanh âm vô cùng phẫn nộ. Bất quá khi nhìn thấy Vương Bình lông tóc không tổn hao gì, trong mắt hắn vẫn không nhìn được lộ ra một tia kinh ngạc. Tên xấu xí trước mắt này, Rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Theo Đại Kỳ Lân, có mấy con kỳ lân lợi hại khác đi ra. Kỳ lân tộc Chi Uy không thể nhục, phải làm cho tên cuồng vọng trước mắt này phải trả giá thật lớn. Nếu không truyền ra ngoài, hắn kỳ lân tộc còn có mặt mũi gì thống trị tẩu thú nhất mạch, sẽ làm long phượng hai tộc cười rụng răng. Ngươi thành công khiến cho kỳ lân tộc ta phẫn nộ, đáng giết. Đại Kỳ Lân vênh váo tự đắc đi ra, lỗ mũi trừng vương bình. Hơi hít mắt vương bình dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất một động tác nho nhỏ này còn hơn thiên ngôn vạn ngữ đại kỳ lân tức nổ tung gào thét một tiếng đại kỳ lân phẫn nộ há miệng một viên hỏa cầu thật lớn sát mặt đất quanh tới hỏa cầu đi qua trên mặt đất bị lau ra một cái hố sâu khói đen tràn ngập mặt đất hai bên rất nhiều hoa cỏ trong nháy mắt héo rũ cháy khét hỏa cầu này thật lớn trực tiếp xông tới bao phủ vương bình người phạm kỳ lân tộc ta dết nhìn thấy vương bình bị bao phủ đại kỳ lân ngửa mặt lên trời rống to một tiếng theo hắn thấy vương bình căn bản không có khả năng sống sót chiêu thức của hắn chính hắn rõ ràng một kích này sang bằng mấy ngọn núi dễ dàng có thể ngăn trở một kích này của hắn chỉ có một số ít tồn tại cường đại nghe đại kỳ lân lên tiếng những kỳ lân khác hưng phấn hô to giống như vương bình đã chết đúng lúc này một đạo thanh âm lười biến bỗng nhiên từ trong sóng lửa dần dần lắng xuống truyền ra có được hay không a à, kỳ lân tộc các ngươi không có cường giả để lão tổ tông thủy kỳ lân các ngươi đi ra cái gì chưa chết đại kỳ lân sửng sốt trong lòng bỗng nhiên có cảm giác không ổn nghe giọng điệu này đâu chỉ là không chết đây là hoàn toàn không bị thương a à. dám bất kính với lão tổ tất giết ngươi rất nhanh đại kỳ lân kịp phản ứng nhào tới Hung hăng vỗ lên người vương bình vương bình trực tiếp bị một trảo hô bay lực đạo của đại kỳ lân vẫn rất mạnh thời gian kế tiếp vương bình giống như quả bóng cao su bị chúng kỳ lân đập tới đập lui càng ngày càng nhiều kỳ lân gia nhập tham dự vây đánh vương bình nửa ngày sau lại một lần nữa bị đánh bay lúc vương bình rống to một tiếng các ngươi đánh đủ rồi có phải hay không đến lượt ta ngươi còn dám phản kháng muốn chết chúng kỳ lân đánh tới điên cuồng, đóng giận không thôi, căn bản không ý thức được Vương Bình căn bản không ra tay. Vương Bình cũng không nói nhảm với bọn họ, các loại công kích xuất động. Hỏa vũ, kim kiếm, thiên thạch, bằng thứ các loại đồ vật phô thiên cái điệu oanh tới. Thỉnh thoảng Vương Bình còn nhảy ra ngoài, kỳ lân này thưởng một cái tác, một kỳ lân khác cắn một cái gì đó, ầm ỉ một trận gà bay chó sủa. Chỉ bất quá mặc dù có bất tử bất diệt thể, lực công kích lại không mạnh như vậy đấu nửa ngày chúng kỳ lân cũng không bị thương gì không bị thương thì không bị thương nhưng tất cả kỳ lân đều phẫn nộ không thôi thân là vương giả của loài thú chúng chưa từng chịu khuất nhục như vậy nếu là long phượng hai tộc coi như xong nhưng trước mắt này toát ra chỉ là trong tẩu thú một cái chưa bao giờ nổi tiếng tộc loại hơn nữa còn là đơn thương độc mã ha ha kỳ lân tộc không gì hơn cái này ta đánh vương bình chơi đến quên hết tất cả ở trong vòng vây của chúng kỳ lân tả xung hữu đột thỉnh thoảng đi qua kéo cái đuôi này túng lỗ tai kia quả thực không nên tìm đường chết lăn qua lăn lại một hồi vương bình nhớ tới cái gì đó chạy vào bên trong kỳ lân tộc nơi này là lãnh địa kỳ lân tộc bên trong có thiên tài địa bảo trân quý gì không vương bình hưng phấn không thôi trong tiếng trống giận của đám kỳ lân chui vào trong cốc mới vừa đi vào Vương Bình liền thấy được một viên cỏ nhỏ tản ra ánh sáng màu tím, kinh hỉ vội vàng nuốt một ngụm. Mùi vị coi như không tệ, máu chốt là nuốt vào, Vương Bình phát hiện khí lưu trong cơ thể thoáng cái tăng mạnh không ít. Suy nghĩ quả nhiên không sai, muốn phát. Vương Bình mừng rỡ không thôi, chạy về phía một cây ăn quả thấp bé kết quả nhỏ màu tím xa xa. Dưới tai họa của Vương Bình, cả tòa kỳ lân cốc, không lâu sau đã bị quấy đến hỏng bét, rất nhiều thiên tài địa bảo trân quý bị độc thủ. Kỳ quái, ta nháo động tỉnh lớn như vậy, tổ kỳ lân như thế nào còn không xuất hiện. Nửa ngày sau, Vương Bình đứng trên bầu trời một đầm nước gần núi, tò mò suy tư. Chúng kỳ lân từ xa chạy tới, lại bất ngờ dừng lại mấy dặm ngoài Vương Bình, càng làm cho Vương Bình đầu đầy sương mù. Làm cái gì vậy, thủy kỳ lân đâu? Vương Bình nói thầm, người đứng lên, đuôi dựng thẳng sau lưng, không tự chủ được lắc lư vài cái. chợt vào lúc này một tiếng lôi đình vang lên từ bên tai, không đợi vương bình phản ứng đã cảm thấy một cổ cùng phong cường đại từ phía sau cuốn tới. thân thể vương bình không bị khống chế hóa thành một đạo sao băng trong nháy mắt bay ra kỳ lân cốc cũng tiếp tục hướng xa xa rơi đi. a à phun a à ô hu 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 hu. trong kỳ lân cốc một tiếng ngáy có tiết tấu đột nhiên vang lên như sấm sét liên lạc bắt đầu tiếng hát xì, cùng với âm thanh ý tứ mơ hồ không rõ kia, làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến người đang ngủ lúc bị quấy rầy, thay đổi cái tư thế ngủ, kết quả cổ ổ trụ, bỗng nhiên ngáy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 7. Ta. Ta là bình đầu ca, lửng mật, ai? Sẽ mang sợ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cách kỳ lân cốc mấy ngàn dặm, vương bình ngã xuống, lão đảo đứng lên. Một thân hắc xì, trực tiếp phá cự hóa thuật của hắn, đánh hắn trở về nguyên hình. Cái quỷ gì, gió lớn ở đâu ra? Vương Bình vẻ mặt mộng bức, không biết tình huống gì. Hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ đến, hắn cho rằng núi, bất quá là một đầu quái vật khổng lồ một đoạn nhỏ thân thể, hắn cho rằng đầm nước, chẳng qua là người ta nước miếng mà cơn cuồng phong kia càng chỉ là bởi vì bị đuôi hắn kích thích đến mũi, hắt xì một cái. Nghĩ một hồi không nghĩ ra nguyên cớ, Vương Bình gãi gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sau khi tiếp xúc với kỳ lân tộc, Vương Bình nhận ra hắn muốn một mình đánh bại kỳ lân tộc, còn có một đoạn đường dài phải đi. Vừa rồi đấu nửa ngày, hắn sửng sốt ngay cả một con kỳ lân yếu nhất cũng không giết chết. Hừ hừ, trong từ điển của anh tóc húi cua không có từ bỏ, lại đến chính là một ngày nào đó đánh qua các ngươi trong lòng nói thầm một tiếng vương bình đón kỳ lân cốc chạy tới chạy không bao xa vương bình liền nghe được từng đợt thanh âm đinh tai nhức ốc cả kinh trận mắt há hốc mồm đây là có cái gì dị bảo muốn xuất thế sao động tĩnh lớn như vậy hồng hoang không hổ là hồng hoang cơ duyên khắp nơi chỉ cần không chết là có thể trở nên mạnh mẽ trong lòng nghĩ vương bình vận chuyển thần hành thuật gia tăng chạy tới lại qua một lúc một đạo sơn ảnh phương xa xuất hiện trong mắt lăng lăng nhìn một hồi lâu vương bình cảm thấy hình dạng ngọn núi kia có chút quái gì kỳ quái như thế nào cảm giác giống như là động vật nào nằm ở nơi đó hống chợt vào lúc này tiếng trống giận kinh thiên xa xa truyền đến một đạo tiếp một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt những thân ảnh này không phải cái gì khác chính là kỳ lân mà vương bình vừa đối phó quấy rầy lão tổ ngủ say tội của ngươi không thể tha thứ đại kỳ lân trống giận sát khí ngút trời vương bình vẻ mặt mơ hồ lão tổ nói là tổ kỳ lân sao không đúng ta cũng không biết tổ kỳ lân ở đâu làm sao quấy rầy nó vương bình ngay người một hồi ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy bóng núi xa xa lại nghe thanh âm trong thiên địa sắc mặt hơi biến hóa không hướng phương diện kia nghĩ không chú ý tới vừa nghĩ tới hắn mới phát hiện hắn cho là dị tượng gì xuất hiện động tĩnh giống như là ngấy lúc tiếng ngấy chẳng lẽ cái kia hắn cho là sơn ảnh kỳ thật chính là tổ kỳ lân kia vừa rồi đem hắn thổi bay khí lưu còn có thổi bay hắn lúc trước vang lên thanh âm kia ta đi sẽ không phải là tổ kỳ lân hát xì một cái chứ vương bình vẻ mặt ngơ ngác có muốn như vậy hay không đây là muốn nháo cái gì tổ kỳ lân làm sao có thể là ngọn núi lớn kia chênh lệch này không khỏi quá lớn một chút hắn cho rằng hắn đối phó những kỳ lân này đã đủ lớn cùng tổ kỳ lân so sánh mới phát hiện cái gì cũng không phải thế gian này làm sao có thể có sinh vật lớn như vậy hoàn toàn vượt qua vương bình tưởng tượng nghĩ đến nhiệm vụ của hắn muốn đối phó như vậy một cái quái vật khổng lồ vương bình liền đau đầu không sợ thì không sợ nhưng vấn đề hắn không làm gì được người ta nhiệm vụ không hoàn thành a à. mặc kệ mặc kệ trước tiên thu thập những thứ bình thường này ta cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ vương bình trong lòng nói thầm đánh bộ tộc cũng là đánh tam tộc cũng là đánh một bên cùng những kỳ lân này đánh một bên đi long tộc đợi tại chỗ không lâu những kỳ lân kia liền chạy tới không nói lời nào trực tiếp động thủ với vương bình bắt đầu tự nhiên không thể chạy vương bình cùng chúng kỳ lân đánh nhau đánh không được mấy cái vương bình kích hoạt trào phúng thuật mới đạt được cái gì mà tẩu thú chi vương a à phi với chút thực lực này kỳ lân tộc các ngươi thật dám tự giác vàng lên mặt mình chết không chết ta kỳ lân tộc các ngươi về sau đừng nói cùng long phượng hai tộc nổi danh các ngươi không xứng từng cái từng cái sống đến cẩu thân đi lên sau chỉ như vậy điểm thực lực vương bình mắng không ngừng từng câu từng chữ làm đau lòng tất cả kỳ lân có thuộc trào phúng hiệu quả kích thích tăng gấp đôi chúng kỳ lân phẫn nộ các loại công kích đánh tới một lát sau nhìn thấy tình huống kém không nhiều lắm vương bình xoay người chạy trốn phương hướng chính là long tộc phương hướng hệ thống đưa ra ba lựa chọn một là hắn giết thượng tam tộc xốc lên long phượng đại kiếp nạn có một là kích động tam tộc đại chiến ngồi thu ngư ông đắc lợi nguyên bản vương bình nghĩ chính là tự mình động thủ giết tam tộc bất quá trên thực tế phát hiện thực lực của hắn muốn làm được còn kém rất nhiều hiện tại ý nghĩ của hắn là dẫn kỳ lân tộc tới long tộc gặp mặt bọn họ không chừng sẽ tự giết lẫn nhau tuy rằng hắn hiện tại làm cùng kích động tam tộc đại chiến cái lựa chọn này có chút tương tự nhưng kỳ thật cũng không phải trong mắt vương bình cái gọi là kích động tam tộc ngồi ngư ông đắc lợi hẳn là giấu ở phía sau màn châm ngòi nhưng hắn đây cũng không phải là ở phía sau màn cũng không phải đùa dẫn cái gì âm mưu quỷ kế hắn đây là trắng trận đem kỳ lân tộc hướng long tộc dẫn hơn nữa hắn cái này đương sự người trực tiếp tham dự vào cho nên vương bình cũng không cho rằng chính mình làm là một cái lựa chọn khác kỳ lân tộc bị châm lửa giận một đường đuổi theo vương bình nơi đi qua chúng thú sợ tới mức nơm nớp lo sợ không biết đã xảy ra chuyện gì bất quá cũng không phải tất cả sinh linh một ít linh trí tương đối cao dĩ nhiên nhìn ra là bởi vì vương bình đem thân ảnh vương bình chặt chẽ ghi tạc trong lòng cái khác không nói treo nhiều kỳ lân vui vẻ như vậy đối phương đáng để bọn họ nhớ kỹ. Ở Hồng Hoang, không đáng giá nhất chính là thời gian, Vương Bình cũng không biết hắn dẫn kỳ lân tộc chạy bao xa. Nhưng hắn cảm giác được, theo thời gian trôi qua, rất nhiều kỳ lân tựa hồ dần dần không có tâm tư theo đuổi hắn. Dù sao mặc kệ ai, đối mặt một cái đánh không chết địch nhân, bất đắc dĩ đều muốn buông tha. Vương Bình đương nhiên không vui, quay người hướng về phía kỳ lân phía sau cùng công một trận, thường thường ngôn ngữ kích thích kỳ lân tộc vốn đã bình ổn một ít lại giận dữ hướng vương bình vung tay có thể có thể lúc này mới đúng sao vương bình cười đùa bị đuổi đánh một đường chạy tới lãnh địa long tộc cũng không biết thời gian bao lâu sau vương bình mất thiên tân vạn khổ mang theo kỳ lân tộc đi tới long tộc lãnh địa cảm giác được khí tức kỳ lân tộc từng con thần long từ lãnh địa long tộc bay tới một núi không dung hai hổ hai cái bá chủ cấp thế lực tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đối phương xâm nhập lãnh địa của bọn họ nhìn chúng long bay tới vương bình đảo mắt nảy ra chủ ý long tộc lớn mật đám bò sát các ngươi còn không cút qua đây chịu chết ta là thần tướng đầu húi của dưới trướng kỳ lân tộc nguyện vì vương ta chém hết các ngươi vương bình trống lên tiến lên đối với từng cái thần long bay tới chính là một trận công kích chặt đầu che mặt Quy lực như thế nào trước không nói phạm vi cũng là tuyệt đối rộng đối phó cái này đối phó cái kia đánh đến quên cả trời đất mọi người kỳ lân tộc đuổi theo vương bình vẻ mặt mơ hồ tên kia lúc trước không phải mắng kỳ lân tộc bọn họ sao từ lúc nào trở thành thần tướng dưới trướng tộc nó hống kỳ lân tộc đã sớm biết các ngươi bất an hảo tâm dõng dạc coi như long tộc ta sợ các ngươi giết cho ta để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại long tộc một con kim long ngủ trảo ngàn trượng trống giận ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người kỳ lân tộc ở hồng hoang năm tháng này tất cả sinh linh ý nghĩ đều rất đơn thuần loại thời điểm này đại kỳ lân nghĩ cũng không phải giải thích nó chỉ cảm thấy kỳ lân tộc vào thời điểm này không thể sợ hãi nếu không truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lân tộc hắn không bằng long tộc sợ các ngươi sao kỳ lân tộc ta sợ chiến đã sớm nhìn long tộc các ngươi không vừa mắt đại kỳ lân trống giận thân ảnh hô hô biến lớn chớp mắt liền cùng ngàn trượng kim long kém không nhiều lắm lớn nhỏ, không chút sợ hãi cùng ngàn trượng kim long giằng co. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 8. La Hầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nói nhảm cái gì, xông lên, dết đi, rút gân rồng của bọn họ, lột da rồng của bọn họ. Vương Bình trống điên cuồng, thi triển cự hóa thuật, bay lên cắn vào đuôi thần long ngàn trượng. Kim long ngàn trượng sửng sốt, hất bay Vương Bình, rít gào. Giết chết đám chó hoang bốn chân này cho ta. Ngao thiên, người muốn chết, nhị làng kỳ lân tộc, giết đám bò sát long tộc. Đại kỳ lân rít gào, hai mắt trở nên đỏ như máu. Không nói gì nhìn cảnh này, Vương Bình bị hất bay bay trở về, lại nói cái này cũng quá tốt kích thích đi, luôn cảm giác bất kể là long tộc hay là kỳ lân tộc trong đầu phải ít gân mục tiêu của bọn họ chẳng lẽ không nên là trước giết chết hắn cái này rõ ràng không phải hai tộc để cho hai tộc đánh nhau đầu sỏ gây nên sao lười suy nghĩ nhiều như vậy đánh nhau là tốt rồi như vậy hắn chẳng phải là có thể nhặt tiện nghi hắn là đánh không chết kỳ lân cùng long nhưng không có nghĩa là chính bọn họ đánh không chết chính mình tìm đúng cơ hội hắn có thể đem rồng và kỳ lân bị đánh chết dùng biến hình thuật biến thành mỹ thực, từng miếng từng miếng giòn tan. Một lời không hợp, hai đại tộc quần bá chủ long tộc và kỳ lân tộc trực tiếp khai chiến. Trên thực tế song phương vốn là nhìn đối phương không vừa mắt, nguyên nhân vương bình chỉ là mồi lửa. Bất kể là long tộc hay kỳ lân tộc, đều cho rằng bá chủ hồng hoang chỉ nên có một, hai tộc còn lại đều nên thần phục. Có loại ý nghĩ này ở bên trong, không đánh mới là lạ. Vết vớt sạch bò sát, vớt sạch cá chạch, long tộc gì chứ, tất cả đều là cá chạch. Trừng cái gì mà trừng, so với ai mắt lớn hơn sao? A à Phi, thật đúng là so không lại ngươi, bình ca ta liền không thấy ngươi khoe khoang, xem đánh. Đánh chết đám chó lớn này, đánh chết một nồi hầm, hẳn là thơm ngào ngạt, không đúng, hẳn là một cái thịt nướng, một cái hấp, một cái canh kho. Thuật trào phúng phát động, Vương Bình không phân biệt tốt xấu đánh loạn, miệng kích thích không ngừng long tộc cùng kỳ lân tộc đánh nhau rất buồn bực người này rốt cuộc là bên nào như thế nào đem bọn họ hai bên đều mắng hai đại tộc quần cấp bá chủ khai chiến ảnh hưởng không thể nghi ngờ là tai nạn không lâu sau phụ cận liền bị đánh cho một mảnh hoang vu núi cao sụp đổ cỏ cây khô cháy dòng sông đứt đoạn khắp nơi hố trũng tràn đầy vết nứt vương bình xuyên qua trong đám đánh kỳ lân diễn chân long thật vui vẻ không phải không có kỳ lân cùng long tộc đối thủ với hắn nhưng có bất tử bất diệt thể trong người hắn không chết được chính là tùy hứng như vậy tranh đấu tự nhiên khó tránh khỏi có tử thương nhất là dưới tình huống thực lực song phương còn kém không nhiều lắm rất nhanh liền có một đầu kỳ lân bị hai đầu chân long liên thủ đánh chết tránh ra tránh ra của ta của ta biến vương bình một đường sông ngang qua đem kỳ lân đã chết biến thành một khối chocolate một ngụm nuốt vào trong bụng trong phút chốc một cổ nhiệt lượng như sông dài sông lớn tràn vào trong cơ thể vương bình thoải mái nhìn không được ngửa mặt lên trời rống to một tiếng quả nhiên không hổ là cao cấp sinh linh cái này một con so với hắn lúc trước nuốt nhiều như vậy đồ vật chỗ tốt đều lớn hơn theo vương bình phỏng chừng con kỳ lân này đi xuống thực lực của hắn trực tiếp tăng gấp đôi vương bình hưng phấn không thôi nhìn kỳ lân tộc cùng long tộc tranh đấu chung quanh nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng này nếu là đều nuốt hắn có thể trở nên mạnh mẽ đến trình độ nào có thể hay không trở thành hồng hoang đệ nhất nhân treo lên đánh hồng quân người của hai tộc đánh đỏ mắt cũng không chú ý tới tình huống bên vương bình chỉ có hai con rồng vết con kỳ lân kia chú ý tới sửng sốt một chút hai con rồng giận tím mặt vết tới đó là chiến lợi phẩm của bọn họ sau chiến tranh là muốn phân phối cho bọn họ nhưng bây giờ bị yêu thú đen thui này nuốt làm sao không giận gào thét một tiếng hai con rồng đánh về phía vương bình tới hay lắm nhìn xem ta bây giờ mạnh cỡ nào không né tránh vương bình chính diện nên đón sau một khắc vương bình bị quăng bay ra ngoài ầm ầm ở mặt đất nện ra một cái hố sâu đứng lên gãi gãi đầu vương bình vẻ mặt buồn bực giống như không tăng lên nhiều như trong tưởng tượng của hắn bất quá cũng đúng nếu nuốt một cái đều có thể đạt được toàn bộ thực lực của bọn họ, hắn thật đem những kỳ lân cùng long tộc này nuốt, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Hắn dễ dàng như vậy thành tựu mạnh nhất, còn không để cho những người khác sống. Trong quá trình thôn phệ, hẳn là có một bộ phận năng lượng trôi qua, không có hấp thu toàn bộ. Hống. Lúc này, hai con chân lông kia đã nhạo tới, một con trong đó há mồm phun một ngụm lông tức tới. Hiển nhiên là nhìn thấy bị hắn vỗ một trảo, vương bình chuyện gì cũng không có quyết định đổi phương pháp công kích thử xem vương bình suy tư không trốn cũng lười trốn dù sao hắn cũng không có chuyện gì không phải so với loại pháp thuật công kích này kỳ thật công kích thân thể đối với hắn còn hơi có chút hiệu quả dù sao trực tiếp công kích đi lên có thể đem hắn đánh bay nhưng loại pháp thuật công kích này liền cùng cho hắn cù lét kém không nhiều lắm từ trong hỏa diễm lao ra Vương Bình đi lên cho đầu chân lông công kích một cái tác, sau đó xoay người bỏ chạy. Bây giờ còn đối phó không lại những tên này, nuốt thêm một ít thử xem. Kế tiếp, Vương Bình liền chạy đi chiến trường, hết sức chăm chú nhìn chầm chầm mỗi một chỗ chiến đoàn. Thấy có người sắp thua, hắn liền chạy tới, vừa hỗ trợ công kích, vừa trông mong chờ. Phía tây Hồng Hoang, Hồng Quân theo như lời Vương Bình, một đường chạy tới tây phương đại địa. Đột nhiên, Hồng Quân nhìn về phía đông, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đại kiếp nạn không thể ngăn cản sao long phượng đại kiếp nạn hồng quân sớm coi như đến cũng coi như không cách nào ngăn cản nhưng hắn vẫn là muốn thử xem lúc trước vương bình xuất hiện kỳ lân tộc hắn cũng truy tìm đại kiếp nạn ngọn nguồn chạy tới kỳ lân tộc muốn xem sẽ phát sinh chuyện gì nên làm như thế nào chỉ là phía sau sợ vương bình bị đánh chết hồng quân ra mặt ngăn cản bị vương bình chỉ điểm tới phương tây hiện tại xem tình huống, đại kiếp nạn ngọn nguồn, quả nhiên là cái kia tạc mang thù tiểu thú. Cũng được, so với đại kiếp nạn, diệt sát la hầu cũng quan trọng như vậy. Nhìn một hồi, Hồng quân thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm. Trước kia ở hỗn độn cùng la hầu tranh đấu hồi lâu, hắn biết rất rõ la hầu là người như thế nào. Đây tuyệt đối là một người không cam lòng an phận, sớm muộn gì cũng sẽ nhấc lên đại loạn. Có thể sớm bóp chết tai họa mà hắn sắp tạo ra, không thể tốt hơn hấp thu linh khí tây phương đại địa sao hắn rốt cuộc muốn làm gì nói thầm một tiếng hồng quân thần thức khuếch tán ra tinh tế tìm kiếm tung tích la hầu trước khi đến đối với vương bình mà nói hồng quân kỳ thật là không tin nhưng đợi đến tây phương đại địa nhìn thấy bên này hoang vu hắn tin la hầu khẳng định đã từng ở phương tây có mưu đồ khác nơi này có khí tức la hầu lưu lại rất là nồng đầm chân long lãnh địa bên ngoài đại chiến tiếp tục từ bắt đầu đến bây giờ vương bình đã nuốt mấy chục con kỳ lân cùng chân long chỉ là hiệu quả cũng không lớn như vương bình nghĩ thậm chí hiệu quả phía sau cũng không bằng kỳ lân lúc trước kỳ quái hệ thống cho ta hồng hoang thôn thiên quyết có kém cỏi như vậy trong mắt vương bình tràn đầy nghi hoặc không nên a à. mà giờ phút này long tộc cùng kỳ lân tộc giao chiến dưới lòng đất một đoạn bóng đen cuộn tròn ở hắn quanh người, đỏ sẫm huyết khí cùng xám đen oán khí hội tụ, không ngừng nhập vào trong cơ thể hắn. Nếu Vương Bình nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ đoán được người này chính là La Hầu. La Hầu vốn nên ở phương Tây Đại Địa, sớm đã chạy tới phía Đông. Xem tình huống này, cho dù Vương Bình không kéo ra Long Phượng kỳ lân tam tộc đại chiến, La Hầu chính mình cũng muốn bắt đầu bố cục. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 9. Hô hố sông Long Tộc, hô hố phượng tộc đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio La Hầu trốn ở đấy đất kỳ lân cùng Long Tộc đại chiến Dùng phương thức nào đó, trước một bước đem chết đi trong người hai tộc tinh huyết hút đi Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Bình nuốt nhiều kỳ lân và chân long như vậy Tăng lên lại không lớn như vậy Không thể hoàn toàn hấp thu năng lượng là một mặt chủ yếu là la hậu đã vớt thịt đi vương bình chỉ uống chút canh tuy rằng ít thì ít nhưng vẫn có hiệu quả không phải cho nên vương bình cũng không buông tha song phương đại chiến cũng không biết cụ thể rằng có bao nhiêu thời gian vương bình trước sau nuốt hơn trăm cụ người của hai tộc lúc này còn lại kỳ lân tộc cùng long tộc dần dần chú ý tới không thích hợp chú ý tới tộc nhân bọn họ thi thể bị vương bình nuốt vào một màn thôn ngô tộc nhân kim long ngàn trượng trích gào bỗng nhiên bỏ kỳ lân khổng lồ đánh về phía vương bình kỳ lân khổng lồ không ngăn cản phun một ngụm lửa đốt vương bình chính là nuốt làm sao vậy tới đánh chết ta a à? tộc nhân hai tộc các ngươi hương vị không tệ ăn ngon ăn thật ngon vương bình không chút bối rối cười rất lớn tiếng lời này nghe vào tai kỳ lân và long tộc không khác gì khiêu khích gào thét liên tục dần dần tất cả kỳ lân và long tộc đều không tranh đấu nữa, cùng nhau xông về phía vương bình. Thiếu không nhiều lắm, nên đi phượng tộc dạo một vòng. Trong lòng nói thầm, vương bình bị ngàn trượng kim long đánh bay, chạy ra xa. Long tộc và kỳ lân tộc tự nhiên không muốn tên vương bình nuốt rất nhiều tộc nhân của bọn họ chạy trốn, rống giận đuổi theo. Dưới đất, ánh mắt la hầu hơi lóe lên, hóa thành một đoàn hắc khí đuổi theo. Có người làm chuyện hắn còn phải động não mới có thể làm được, lại thay hắn chịu tiếng xấu hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản một đường truy đuổi kinh động hơn phân nửa hồng hoang vương bình cùng long tộc còn có người kỳ lân tộc một đường vọt tới địa bàn phượng tộc đám gia hỏa phượng tộc cút ra đây long tộc đại ca ta cùng kỳ lân tộc đại ca nói giao ra tất cả mẫu hoàng các ngươi có thể cho hùng phượng các ngươi không chết tiến vào lãnh địa phượng tộc nhìn thấy hồ nham thạch liên miên phía trước vương bình trống lên Long tộc và kỳ lân tộc đuổi theo, bọn họ không nói muốn mẫu hoàng, muốn tới làm gì. Muốn chết. Từng tiếng trống giận vang lên, từng con hỏa phượng từ trong hồ nham thạch bay ra, mang theo sóng khí nóng trực đánh tới. Long tộc đại ca, kỳ lân tộc đại ca, bọn họ không muốn giao. Vương Bình hô to, xoay người chạy về phía Long tộc và kỳ lân tộc. Phượng tộc phẫn nộ theo sát phía sau, rất nhiều người đã phun ra hỏa diễm, đốt về phía Vương Bình chẳng qua đối với vương bình bất tử bất diệt mà nói, đám lửa kia chỉ là đang sưởi ấm cho hắn. Chư vị phượng tộc, ta. Dết, hai tộc các ngươi, phượng tộc ta còn không phóng tầm mắt. Hỏa phượng ngàn trượng hư lạnh, bày ra tư thế cao cao tại thượng, không để long tộc và kỳ lân tộc vào mắt. Thân là hiện tại hồng hoang bá chủ một trong, chịu không nổi nhất chính là khiêu khích, ngàn trượng chân long cùng cự đại kỳ lân, trong nháy mắt nổi giận. Phượng tộc khinh thường bọn họ, bọn họ làm sao lại để mắt phượng tộc? Phượng tộc nho nhỏ, bất quá một ít hỏa điệu lớn nhất, thật cho là mình rất lợi hại, đại ca, đánh chết hùng phượng của bọn họ, chúng ta cướp mẫu hoàng của bọn họ về sinh con. Vương Bình vui vẻ hô to, triệt để chọc giận phượng tộc. Không chỉ có phượng tộc, long tộc cùng kỳ lân tộc giống nhau nổi giận, để cho bọn họ cùng đám chim lửa này sinh con, đây không phải là vũ nhục bọn họ sao, không được. Song Phương giận dữ, hướng về phía vương bình điên cuồng oanh tạc một trận chỉ bất quá vương bình chỉ có một cái càng nhiều công kích vẫn là đánh về phía lẫn nhau đại chiến lại nổi lên bất quá lần này có thêm một phượng tộc gia nhập tình hình chiến đấu càng thêm nóng nảy vương bình bị đánh bay chạy về phía người của tam tộc công kích không sai biệt một hồi oanh kích long tộc một hồi đánh kỳ lân một hồi cuồng phiến phượng tộc sinh động vô cùng Long tộc cùng kỳ lân hai tộc cũng không phải tất cả đều là đối phó phượng tộc, rất nhiều đều đang chém giết lẫn nhau, hơn nữa vương bình quấy rối, toàn bộ tràn diện rất hỗn loạn. Nuốt nhiều long tộc cùng kỳ lân như vậy, vương bình đã không còn là hoàn toàn không có lực công kích, đuổi theo một ít tiểu phượng hoàng cùng kỳ lân, cùng với long tộc, công kích rất vui vẻ. Theo thời gian trôi qua, dần dần có người của tam tộc bắt đầu ngã xuống, đánh tới cùng thiên trượng chân long cùng kỳ lân khổng lồ, hỏa phượng, căn bản không chú ý. Vương Bình đi trong chiến đoàn, lại bắt đầu con đường thôn phệ của hắn. Kiểm tra đo lường được La Hầu đang cùng ký chủ tranh đoạt Long, Phượng, Kỳ Lân lực lượng, mời lựa chọn. một La Hầu hình như rất lợi hại, không thể trêu vào, thưởng cho Tu Vi 10 năm. 2. Có thể nhẫn nhưng không thể nhẫn, tìm ra La Hầu, cùng hắn đánh một trận, thưởng cho hóa hình thuộc một bộ. 3. Quân tử báo thù, mười năm không muộn, chờ có thực lực lại đối phó La Hầu, thưởng ba ngàn năm bàn đào một khỏa. Tại Vương Bình lần nữa nuốt mấy cái tam tộc thi thể, cảm giác tăng lên thậm chí ngay cả trước đó cũng không bằng lúc, trong đầu hệ thống thanh âm vang lên. Vương Bình sửng sốt, giận tím mặt, trách không được hiệu quả kém cỏi như vậy, nguyên lai là La Hầu tên hỗn đảng này trốn ở trong bóng tối hái trái cây thắng lợi. Để lựa chọn đơn giản như vậy, còn phải chọn sao, nhất định là chọn hai anh bình đầu không mang thù có thù báo ngay tại chỗ chọn hai mới phù hợp với anh bình đầu hệ thống khẳng định phán đoán đây là lựa chọn tốt nhất hơn nữa vương bình hiện tại thật sự phẫn nộ đây vốn nên là của hắn là cơ duyên của hắn mới đúng đã nói hệ thống cho hắn hồng hoang thôn thiên quyết không có khả năng kém cỏi vấn đề là ở cẩu la hầu trên người vương bình tức giận ngút trời ánh mắt đảo qua chiến đoàn tìm kiếm la hầu chẳng lẽ la hầu hóa thành tộc nhân tam tộc hay là nói ở địa phương nào vương bình trong lòng suy tư hệ thống nói để cho hắn tìm chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết vị trí chính là sau khi tìm được la hầu đi đối phó vương bình như thế nào mặc kệ hiện tại vương bình chỉ muốn tìm được la hầu dù sao hắn cũng không chết được la hầu lại đánh không chết hắn sợ cái gì du tẩu tại mỗi một chỗ chiến đoàn vương bình lần lượt công kích hắn muốn dùng phương pháp này thăm dò người nào là La Hầu. Mất hơn nửa ngày, thử một đống, nhưng lại không tìm ra bóng dáng La Hầu, ngược lại bởi vì hắn liên tục ra tay, rước lấy rất nhiều tộc nhân tam tộc cùng nhau đối phó. Lần này ta không nuốt nữa, ta muốn xem sẽ thế nào. Phát hiện phương pháp này không tốt lắm, Vương Bình thay đổi suy nghĩ. Nhìn một đầu chết đi hướng mặt đất nền tới hỏa phượng, Vương Bình lần này không động thủ. Âm âm. Hỏa phượng đập xuống đất, bụi bặm văng đầy trời cũng không xuất hiện tình huống gì dưới lòng đất la hầu cười lạnh không thôi hiển nhiên đã đoán được vương bình ý thức được có những người khác tồn tại không có biến hóa a à? đợi một lát nhìn thấy lại một đầu kỳ lân đập xuống vương bình buông tha cho dùng phương pháp ngu ngốc như vậy đem hỏa phượng cùng kỳ lân biến hóa thành đồ ăn nuốt đi nếu phương pháp bình thường tìm không ra vương bình chỉ có thể động tuyệt chiêu thuật trào phúng vận chuyển Vương Bình bỗng nhiên hắn giọng hô lên. La Hầu, ngươi là rùa đen vương bác đảng, ta biết là ngươi, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi trốn đi như con chuột, ngươi có cần mặt mũi hay không, ngươi cũng là một trong những hỗn độn ma thần may mắn còn sống sót, mặt mũi hỗn độn ma thần đều bị ngươi mất hết. Ta nếu là ngươi, sớm xấu hổ tìm một tảng đá khe chui vào, thật có thể nhẫn, ngươi thật sự là chút rùa đen. Dưới lòng đất, La Hầu trong mắt hàng khí lóe ra, cái này khơi mào tam tộc đại chiến yêu thú, vậy mà biết tên của hắn. Chẳng lẽ đối phương cũng là một trong hỗn độn ma thần may mắn còn sống sót, là ai? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 10. Tam tổ tề tụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lúc Vương Bình hô to, ba tộc vẫn còn hỗn chiến. Thiên Trượng Hỏa Phượng bỗng nhiên bộc phát, hung hăng liệt diễm thiêu đốt, đem ngàn trượng chân long toàn bộ bao phủ, hỏa diễm ngập trời. Kỳ Lân Khổng Lồ lập tức phản ứng lại, lập tức bổ đao, một viên hỏa cầu khổng lồ oanh vào trên người Chân Long, ầm ầm nổ tung. Ách a, à, rống, các ngươi dám liên thủ đã thương ta, các ngươi muốn chết. Một tiếng trống giận kinh thiên, mang theo vô cùng oán niệm thê lương kêu thảm thiết phát ra. Ngay sau đó, Kim Quang nở rộ, Xông thẳng lên chân trời, chân long nổi giận. Long tộc còn lại cũng giận dữ, các loại thủ đoạn điên cuồng đánh về phía người của hai tộc. Trong hồ nham thạch lãnh địa Phượng tộc, khi khí tức chân long ngàn trượng phóng thích, đột nhiên kịch liệt mãnh liệt bốc lên. Một cổ khí tức cường đại, chậm rãi hồi phục. Chết. Chân long ngàn trượng rít gào, kim quang mang theo khí sắc sắc bén oanh kích trên người Hỏa Phượng. Kỳ Lân khổng lồ vừa mới công kích ngàn trượng Kim Long không chút do dự oanh kích về phía thiên trượng hỏa phượng. Đối với hắn mà nói, bất kể là long tộc hay là phượng tộc, đều là đại địch của kỳ lân tộc, có thể giết ai thì giết người đó. Phượng hoàng niết bàn, phần thiên thần hỏa, các ngươi chết cho ta. Hỏa phượng bị công kích giận dữ, xung quanh thân hỏa diễm tụ tập, lập tức ầm ầm nổ tung. Bỗng nhiên đại chiến, hấp dẫn sự chú ý của Vương Bình, Vương Bình không để ý tới la hầu nữa, tò mò nhìn lên bạo phát cử đại long phượng kỳ lân thủ đoàn so với tưởng tượng còn cường đại hơn chân long vừa rồi liền bị thương lần này trực tiếp bị đánh nửa tàn cực kỳ thê thảm kỳ lân khổng lồ bên này tốt hơn không ít nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương cơ hội tốt trong mắt hiện lên quan mang sáng ngời kỳ lân khổng lồ ra tay chân long và hỏa phượng đương nhiên không muốn ngồi chờ chết cố gắng toàn lực phản kích trong tiếng nổ kinh thiên ba người từ trên trời rơi xuống hung hăng nện xuống mặt đất đối mặt chân long cùng hỏa phượng sắp chết phản kích kỳ lân khổng lồ cũng không dễ chịu bị thương nặng bất quá ba người ngược lại còn chưa chết đều còn có khẩu khí tồn tại ngay tại thời điểm vương bình cân nhắc có thể đem ba đại gia hỏa này biến thành đồ ăn hay không đột nhiên phát hiện hỏa phượng phát ra một luồng thê lương kêu to sau đó bỗng nhiên không có tiếng động vương bình sửng sốt nhìn thấy một cổ hắc khí nhanh chóng rời khỏi thân thể hỏa phượng hay cho ngươi cái la hầu hóa thành hắc khí ta liền không nhận ra ngươi sao ta dết chết ngươi vương bình hét lớn một tiếng nhào tới lúc này hắc khí rời khỏi thân thể hỏa phượng xông vào trong cơ thể chân lông chỉ trong chốc lát chân lông đã chết tên đạo chích phương nào cút ra đây kỳ lân khổng lồ lắc lư đứng lên thương thế của hắn nhẹ hơn chân lông và hỏa phượng một chút La Hầu cũng không trả lời, lao thẳng tới Kỳ Lân, Kỳ Lân khổng lồ muốn ngăn cản, lại không ngăn cản, bị hắc khí xông vào trong cơ thể. Chỉ có điều lần này, Kỳ Lân khổng lồ lại không chết, vẫn đứng đó. Làm bị thương Nhi Lan Kỳ Lân tộc ta, Long Phượng hai tộc, các ngươi đáng chết. Đột nhiên, Kỳ Lân gầm lên một tiếng, đánh tới Phượng tộc muốn tìm hắc khí. Một màn đột nhiên, Vương Bình thấy vẻ mặt bối rối, tình huống gì, La Hầu đâu? Oanh Tên phượng tộc kia tuy mạnh Nhưng kỳ lân khổng lồ lại là người mạnh nhất kỳ lân nhất tộc ngoại trừ tổ kỳ lân Như thế nào là địch thủ Trực tiếp bị đánh giết Sau đó kỳ lân khổng lồ lao ra Điên cuồng ra tay với người của hai tộc Long Phượng. Người này sẽ không phải là bị la hầu khống chế chứ. Trong mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định, Vương Bình suy đoán. Bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, vương bình đem một gã long tộc bị kỳ lân khổng lồ đập chết biến thành một khối bánh bích quy ném vào trong miệng thừa dịp la hầu động thủ hắn cướp chút chỗ tốt nhưng sau một khắc vương bình liền mơ hồ phát hiện thi thể long tộc kia cơ hồ không cung cấp cho hắn năng lượng gì chẳng lẽ không phải la hầu la hầu còn trốn ở đâu vương bình ngạc nhiên gãi đầu rất buồn bực đúng lúc này một cổ khí tức kinh thiên từ phía sau phóng lên cao một tiếng trống giận vang lên. Lớn mật, kỳ lân tộc, các ngươi muốn chết. Theo thanh âm, là một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, bầu trời trong nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Vương Bình há hốc mồm quay đầu lại, chỉ thấy trong thiên địa xuất hiện một con hỏa phượng lớn không cách nào tưởng tượng, uy nghiêm vô biên tràn ngập. Nhìn hỏa phượng, Vương Bình không hiểu sao có loại xúc động muốn cúng bái. Bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần Vương Bình vội vàng lắc đầu, đem loại ý nghĩ này quăng ra trong đầu. Lão tổ, là lão tổ, bái kiến lão tổ, cầu lão tổ cứu chúng ta. Nhìn thấy hỏa phượng khổng lồ trên không trung, từng con hỏa phượng hưng phấn hô to, kích động vô cùng. Nghe lời này, nhìn tư thế này, vương bình nào còn không rõ, tổ phượng xuất hiện. Chết! Hỏa phượng hờ hững, một mảnh hỏa diễm bay tới, bao phủ kỳ lân khổng lồ. Dãy dù không được mấy cái, kỳ lân khổng lồ liền ngã xuống đất bỏ mình, căn bản không cùng đẳng cấp. Tổ phượng thờ ơ, đôi mắt hờ hững nhìn về phía kỳ lân, bao gồm cả long tộc. Hư nhẹ một tiếng, lại một mảnh hỏa diễm bay tới. Trong nháy mắt, rất nhiều kỳ lân và long tộc trốn rất chậm bị đốt thành tro bụi, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Một nhóm cường hãng A. Vương Bình cả kinh trận mắt há hốc mồm, thì ra tổ phượng lại cường đại như vậy. Kỳ Lân và Long Tộc may mắn tránh được một kiếp sợ hãi, gào thét gọi lão tổ của bọn họ. Trên thực tế không cần bọn họ hô, một khắc cảm giác được tổ phượng khí tức thức tỉnh, tổ Long cùng tổ Kỳ Lân cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Tổ phượng đáng chết, ngươi dám tàn sát tộc nhân ta, hôm nay ngươi chết chắc, rống. Gào thét kinh thiên, tổ Long cùng tổ Kỳ Lân nhanh chóng chạy tới. Tổ Kỳ Lân như một tòa thần sơn vạn trượng, tổ Long giống như một cái trường lĩnh uống lượng, liếc mắt một cái không được đầy đủ hai tộc các ngươi dết tới tộc ta còn có lý hôm nay tổ phượng ta dạy các ngươi nhận thức trời cao đất rộng tổ phượng há lại dễ gần hư lạnh một tiếng ngàn nhiên đánh tới tổ kỳ lân hàng khí trong mắt lóe lên tổ kỳ lân vương trảo chụp lấy đánh tan hỏa cầu hỏa diễm rơi xuống thiêu chết rất nhiều người của tam tộc phía dưới ý thức được nguy cơ tam tộc người vội vàng chạy trốn lão tổ cấp chiến đoàn không phải bọn hắn có thể tham dự. Cho dù là dư âm, cũng có thể đem bọn họ chấn chết. Bất quá lại có một người là ngoại lệ, Vương Bình, lúc này Vương Bình, chui vào lòng đất, đuổi theo một đoàn hắc khí. Vừa rồi hỏa phượng phun ra hỏa diễm rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem mặt đất thiêu xuyên rất nhiều hố to. Vương Bình nghe thấy một cổ khí tức từ dưới đất tản ra, rất giống hắc khí vừa giết chân lông và hỏa phượng ngàn trượng lập tức ý thức được đó có thể là la hầu vương bình không chút do dự đào động đuổi theo vì nhiệm vụ nhất định phải cùng cậu la hầu đánh lên một đợt hóa hình thuật rất có thể để cho hắn biến thân hình người đuổi theo la hầu vương bình một đường lẻn vào lòng đất cũng không biết bao xa về sau hắn phát hiện la hầu ngừng lại đây là cảm giác phía trên tổ long tổ phượng tổ kỳ lân không cảm giác được muốn chờ chết đùa ta a à, a à phi nếu có thể giết chết bình ca ta coi như người thắng. Vương Bình nào còn không rõ ý tứ của La Hầu, khinh bị mắng một tiếng. Bất tử bất diệt trong người, Hồng Quân cũng dám cắn, La Hầu tính là búa. Một lát sau, Vương Bình liền gặp được khắc khí bao phủ La Hầu, không thấy rõ tướng mạo cụ thể. Khí tức trên người La Hầu rất khiến người ta chán ghét, oán hận, tham lam, ghen tị, dết chóc các loại cảm xúc tiêu cực giao tạp, tự như vạn ác chi nguyên. Vốn khơi màu tam tộc đại chiến, ta còn rất cảm tạ ngươi, nhưng ngươi dám mắng ta như vậy, còn không biết sống chết tìm đến, mặc kệ ngươi là ai, đều phải chết. Hai ánh mắt lạnh lẽo từ trong hát khí nhìn ra, la hầu lạnh lùng nói. Vương Bình liếc mắt một cái, nắm giữ các loại công kích phô thiên cái địa đánh tới trước, trước đánh một đợt, lăn lộn xong hệ thống nhiệm vụ lại nói. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4